Và có rất nhiều anh em đã lên những cái diễn đàn đều kết luận rằng con SH2019 này nó đi vào cua nó hơi gượng tay lái, có nghĩa là mình cua cảm giác nó hơi ngượng ngượng tay lái đó. Và bây giờ là mình sẽ chỉ cho anh em thấy cái cách mình khắc phục cái con phiên bản 2019 này đi nó sướng như con 2020 là gì. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Kim Mô Tôn. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ có chút gọi là chia sẻ, có chút gọi là tâm sự về cái vấn đề là chiếc xe SH phiên bản 2017 đến 2019 và cái phiên bản là SH 2020. Thì dạo gần đây thì có rất nhiều tranh luận giữa hai cái phiên bản SH 2019 và SH 2020. Thì chia sẻ với các bạn, đây là mình đang có một chiếc Honda SH phiên bản là 2019. Thì có nhiều cái tranh luận giữa phiên bản 19 và phiên bản 2020 là gì về hình thức thiết kế tổng quan bên ngoài. Thì nhiều người khen là chiếc SH 2019 này là nó sẽ có hình thức đẹp hơn, nam tính hơn, còn cái phiên bản là 2020 ấy thì nó sẽ có hình thức gọi là nữ tính hơn đó. Về cái phiên bản SH này thì chủ yếu là dành cho nam đi là chính, nó gọi là SH nam, còn SH1 thì thường là người ta hay gọi là SH nữ. Mà cái phiên bản mà SH nam để dành cho nam ấy mà nó thiết kế mà cái dạng mà kiểu mềm mại quá thì nhiều người họ lại bảo là cái xe đến nó gọi là BD đó, vân vân. Nhưng cái clip này thì mình sẽ không đi sâu vào tranh luận cái vấn đề là cái phiên bản 2020 và phiên bản 2019 là cái nào đẹp hơn và cái nào xấu hơn. Cái đó tùy thuộc vào cái gu thẩm mỹ của mỗi người. Người ta bỏ tiền ra, người ta có sự lựa chọn, người ta thích phiên bản nào thì người ta lắp phiên bản đấy. Thì cái đó là việc của người ta. Thì chúng ta không nên là tranh cãi nhau là cái phiên bản 2019 đẹp hơn hay phiên bản 2020 xấu hơn nọ kia. Mà cái vấn đề chính ở cái video này mình muốn chia sẻ với anh em, nó là cái cảm giác lái. Đó. Thì có khá nhiều anh em mà cũng như là có khá nhiều những cái kênh review về xe có chia sẻ rằng là cái phiên bản 2020 thì người ta đã cải tiến cái góc lái, là cái góc chéo của cái phần tay lái cũng như là cái phần ghi đông để xuống cái phần phục trước kia, là họ sẽ thay đổi là cái góc nghiêng của nó lớn hơn 1 độ theo cái công bố của nhà sản xuất là Honda, họ đã công bố như thế. Và cái xe này thì cái góc lái nó sẽ đứng hơn, còn xe 2020 góc lái nó sẽ nghiêng hơn như thế này. Thì quá trình mình đi cái xe này là mình mới mua, hiện tại là mình đi được hơn 1.000 cây số rồi, và cái cảm nhận ban đầu của mình giữa hai cái phiên bản là mình đã được đi cả 2019 và 2020. Nhưng mình vẫn cứ mua cái phiên bản là 2019 ở đây. Thứ nhất là mình thích về cái kiểu dáng này. Còn các bạn thích kiểu dáng nào thì các bạn sẽ chọn kiểu dáng đó. Và bây giờ là mình sẽ chia sẻ về cái cảm nhận lái giữa cái con phiên bản 2019 và con phiên bản 2020. Thì anh em thì thấy là cái phiên bản 2019 cái góc lái nó sẽ đứng hơn, đúng không ạ? Nó sẽ đứng hơn. Tất nhiên là nó chéo nhưng nó sẽ không chéo bằng cái phiên bản là 2020. Về cái phần thiết kế này thì nó sẽ có cái cảm giác khi mà anh em chạy đường thẳng này nó sẽ tốt hơn là cái phiên bản 2020. Mình khẳng định luôn, nếu như anh em vào cao tốc, chạy đường trường, chạy đường dài, vào sóc đó, thì cái phiên bản 2019 này nó sẽ cho chúng ta có sự đầm chắc và chúng ta chạy đường dài nó sẽ sướng hơn là cái phiên bản 2020. Nhưng ở cái phiên bản 2020 người ta đã cải tiến cái góc lái của cái phiên bản 2019 này là gì, là người ta đã làm lệch đi một vài độ đó, theo công bố của nhà sản xuất hình như là mình nhớ không nhầm là lệch đi 1 độ so với lại cái phiên bản 2019 này. Thì nó sẽ có cái ưu điểm là gì, ưu điểm là cái góc lái nó nghiêng như này thì cái hấp thụ lực từ dưới mặt đường hất dội lên cái tay lái thì nó sẽ giảm chấn tốt hơn là cái phiên bản 2019 này. Và khi chúng ta đi ở những cái quãng đường cua ngoằn nghèo, đặc biệt là chúng ta đi mà gọi là lạng lách đánh võng hay là đi để tránh những cái ổ voi ổ gà mà chúng ta phải đi ngoằn nghèo đánh võng đó,
thì cái con phiên bản 2020 nó sẽ cho cái cảm giác đánh lái tốt hơn ở những cái cung đường như thế. Còn nếu như mà vào cái quãng đường thẳng, vào cao tốc thẳng mà để chạy về cái độ đầm chắc của tay lái xuống mặt đường thì mình phải nói là cái con phiên bản 2019 này nó sẽ thích hơn con phiên bản 2020. Con phiên bản 2019 này nó chỉ thua con phiên bản 2020 là khi anh em đi ở những cái cung đường ngoằn nghèo cua nhiều thì con phiên bản 2019 này nó sẽ có hiện tượng là anh em vào cua nó sẽ có hiện tượng là hơi gượng gượng tay lái. Đó, thì cái này thì có rất nhiều anh em đã phản ánh và mình thấy là rất là đúng. Và ở clip hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn và mình sẽ chia sẻ anh em khắc phục cái điểm yếu trên chiếc Honda 2019 này là gì, là mình có thể thay đổi cái góc nghiêng từ cái ghi đâm kia xuống cái phộc này, là mình có thể là thay đổi góc nghiêng được. Và khi mình đã làm rồi và mình đã thay đổi góc nghiêng rồi là mình cảm giác là mình đi thử giữa con phiên bản 2019 và phiên bản 2020 này là mình thấy nó hoàn toàn như nhau. À, vào cua tự tin rồi đi những cái đoạn đường ngoằn nghèo hoặc là đi đánh võng mình thấy tự tin như con phiên bản 2020 luôn. Thì cái đó là cái gì? Và bây giờ là mình sẽ đi và mình chia sẻ cho anh em thấy tại sao nên phải làm như thế và làm như thế được những cái lợi ích như thế nào. Và chúng ta sẽ đi vào tiến hành nghiên cứu xem là mình làm như thế nào. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi vào nghiên cứu cái cách làm thế nào để mà cái chiếc xe của chúng ta nó đang có hiện tượng là đi vào cua nó gượng gạo, nó khó lái như thế theo như những cái lời anh em mà có nói với mình đó. Và có rất nhiều anh em đã lên những cái diễn đàn đều kết luận rằng con SH 2019 này nó đi vào cua nó hơi gượng tay lái, có nghĩa là mình cua cảm giác nó hơi ngượng ngượng tay lái đó. Và bây giờ là mình sẽ chỉ cho anh em thấy cái cách mình khắc phục cái con phiên bản 2019 này đi nó sướng như con 2020 là gì. Và bây giờ là mình sẽ chia sẻ với anh em ở trên chiếc Honda SH phiên bản 2019 này của mình thì mình đã lên một đôi phục có thương hiệu là ISS. Ở clip này thì mình sẽ không chia sẻ với anh em về cái thương hiệu của cái giảm xóc này đó, mà mình chỉ chia sẻ với anh em cái cách để làm sao cho cái xe SH này của mình có thể thay đổi được cái góc lái của bánh trước. Góc lái của bánh trước đó, đó mới là cái vấn đề. Thì anh em có thể hiểu cho mình như này và chia sẻ với anh em là cái hệ thống khung sắt của cái chiếc SH này nó là hệ thống khung cứng, nó sẽ là hệ thống liền một khối không có khớp động anh em nhé, không có khớp động. Và cái việc thay đổi chiều cao của cái giảm xóc kia nó sẽ có lợi là gì, là khi chúng ta thay đổi chiều cao của cái giảm xóc kia nó sẽ hạ thấp cái đít đằng sau xuống đó, nó sẽ hạ thấp cái đít đằng sau xuống thì đồng thời là cái góc lái của bánh trước của chúng ta nó sẽ được thay đổi. Nếu như cái đằng sau nó cao mà cái phần đằng trước nó thấp thì cái góc lái của nó sẽ là mặc định như thế này, còn khi cái yên sau này nó được hạ thấp xuống thì cái góc lái này nó sẽ được chéo hơn. Đó, đấy là khẳng định của mình, nó là điều đương nhiên. Và bây giờ là mình sẽ lấy một cái ví dụ, ở đây thì mình sẽ có một cái bút đó, thì anh em thì thấy ở đây là mình sẽ có một cái bút, ở cái đầu cái bút là cái phần nắp bút này nó sẽ là cái góc lái. Nếu như cái phần yên sau của chúng ta nó cao lên như này thì cái phần bút này nó sẽ cắm đầu xuống đó, còn khi chúng ta thay một cái giảm xóc ngắn hơn thì nó sẽ bằng cái bút lại, thì cái phần góc lái ở cái phần cái nắp bút này nó sẽ được đưa về đằng trước nhiều hơn thì nó sẽ thay đổi được cái góc lái đó, nó sẽ thay đổi được cái góc lái cho xe các bạn. Và cái hơn nữa mình thích ở cái giảm xóc kia là gì, nó sẽ có cái chiều cao ngắn lại như thế thì cái yên sau ở cái xe SH này nó sẽ thấp xuống. Hiện tại là mình gắn cái con giảm xóc kia so mấy con giảm xóc zin ở trên xe ngắn hơn 3 mm là 3 cm thì cái yên sau nó sẽ thấp xuống, thì cái việc là cái người ngồi sau này họ bước từ dưới mặt đất lên cái yên kia nó sẽ dễ dàng hơn là cái giảm xóc zin ở trên cái xe zin đó. Về khoản này thì đây là sẽ là một cái nâng cấp đáng giá anh em nên lưu ý ở cái video này. Thứ nhất, chúng ta thay giảm xóc thì chúng ta sẽ có thể là thay cái loại êm ái hơn những cái giảm xóc zin ở trên xe.
Cái đời SH này thì phần đa là có nhiều anh em có phàn nàn là cái giảm xóc sau kia rất là cứng. Thì chính vì nó cứng nên là mình đã thay. Nhưng mình đã không thay cái loại mà có cùng chiều dài là 380 mm như cái giảm xóc zin kia. Mà mình đã thay cái loại là có chiều dài là 350 mm. Như thế nó sẽ thứ nhất là hạ thấp trọng tâm của cái xe này xuống. Thì chúng ta đi lại nó sẽ dễ dàng hơn. Và việc hạ thấp trọng tâm của cái xe này xuống đồng nghĩa với việc là cái góc lái ở đằng trước này nó sẽ được thay đổi. Và cái càng của chúng ta đầu tiên là cái càng nó sẽ đứng xuống, và bây giờ là khi cái chiều cao đằng sau này nó được hạ thấp xuống thì cái càng nó sẽ ưỡn ra. Cái điều này dễ minh chứng nhất là khi anh em để cùng một cái cữ zin ở trên xe, ánh đèn của chúng ta soi mặt đường nó sẽ zin. Có thể là ví dụ là anh em có thể quy ước cái mặt đèn bóng đèn này soi mặt đường nó sẽ rơi tầm khoảng 2 mét khi chúng ta hạ thấp trọng tâm của cái xe bằng cái giảm xóc sau kia. Nó thấp xuống thì cái đèn của chúng ta nó sẽ soi đi những 25 đến 30 mét cơ. Đó, cái này thì anh em có thể tự kiểm chứng. Mình nói là có cơ sở, bởi vì là mình đã làm và mình thấy nó có sự khác nhau, và mình đi là đã thấy nó khác biệt hoàn toàn về giữa phiên bản là 2019 và phiên bản 2020. Là mình thấy trên cái xe này của mình so với phiên bản 2020 là mình đi mình có cái cảm nhận là tương tự là như nhau. Nó không có cái sự gượng gạo khi mà mình vào những cái khúc cua như trước nữa. Và khi mà mình đi với những cái chặng đường gọi là lạng lách đánh võng đó, thì mình thấy nó sẽ có những cái góc lái nó mượt mà hơn là cái góc lái zin ở trên xe này. Thì cái phần video này thì anh em nên tham khảo, và anh em có thể là tự kiểm chứng bằng cách là có thể là thay một cái giảm xóc ngắn hơn. Đó, thì hiện tại ở đây là mình đã gắn một cái giảm xóc ở trên cái xe này của mình. Đó, thì clip trước là mình đã chia sẻ và đập hộp cái sản phẩm này rồi, thì anh em có thể là tìm hiểu cái sản phẩm này ở những video sau. Thì anh em có thể để ý là đây, cùng cái mí ở trên này thì anh em có thể thấy là cái giảm xóc này nó dài hơn. Nó dài hơn những 3 cm đó anh em. Chiều cao tâm lỗ từ cái lỗ này cho đến phần lỗ này là 350. Và chiều cao tâm lỗ của cái giảm xóc zin ở trên chiếc SH này là 380. Đó, thì ở cái giảm xóc này thì anh em nào mà có thể là thích nó cao lên một xíu thì anh em có thể là nới cái con ốc ở đây ra. Đó, anh em có thể nới con ốc ở đây ra và anh em vặn cái phần cổ phục ở trên này vặn ra thì cái giảm xóc nó sẽ dài ra. Dài ra nhiều, dài ra ít là do anh em. Đó, thì cái con giảm xóc này nó có thể thay đổi chiều cao được khá là tiện dụng. Đó, thì anh em nào sẽ thích cái góc lái nó như thế nào thì anh em có thể tự điều chỉnh và tự cảm nhận trên chính cái chiếc xe của các bạn. Đó, thì clip này thì mình đã chia sẻ và hướng dẫn anh em cái cách thay đổi góc lái một cách là đơn giản, hiệu quả nhất đối với cái chiếc xe SH 2019 này. Chúng ta không cần can thiệp đến cái cơ cấu cổ lái ở trên xe kia, mà chúng ta chỉ thay đổi cái góc ở đằng sau này là nó sẽ kéo theo là cái phần đằng trước kia nó sẽ thay đổi cái góc lái, cho nên là cái xe này nó sẽ có cái góc lái mượt mà hơn, rộng hơn, đi vào cua nó mượt mà hơn, nó không gượng gạo như lúc zin bản của nó nữa. Đó, thì video này thì mình đã chia sẻ hết rồi. Thì hy vọng là video này sẽ giúp ích được nhiều cho anh em trong cái việc là cái xe của bạn đi nó cứ gượng gạo khó lái. Và cái video này sẽ giải quyết được cái bài toán là cái xe SH 2019 này nó khó lái, và cái cách giải quyết nó cực kỳ là đơn giản. Thứ nhất, thay giảm xóc, thay phục sau. Mình sẽ thay cái loại nào có cái kích thước nó ngắn hơn, và thay những cái loại khác thì như cái xe của mình thì mình thay cái phiên bản này thì mình thấy là nó màu đỏ nó đẹp và nó sang trọng hơn. Tất nhiên là nó phải đắt tiền hơn cái giảm xóc zin ở trên xe rất là nhiều. Đó, một cái giảm xóc zin kia nó chỉ hơn 1 triệu, và mình lên một cái cây kia nó những 4 triệu đồng thì đi nó cũng khác. Thứ nhất là êm ái chắc xe hơn, hạ thấp trọng tâm đi xe nó mượt mà hơn, và cơ bản nhất là cái góc lái nó được thay đổi thì chúng ta đi nó sẽ thích thú hơn cái trong cái việc là ôm cua cũng như là lạng lách tránh những cái phần ổ gà, nó sẽ mượt mà cái xe của chúng ta hơn. Đó, thì vi vọng cái video clip này sẽ giúp ích được cho các anh em. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu như anh em thấy hay có thể là like, share, subscribe kênh của mình nhé.